thưa quý vị sau đây là phần tư liên quan tới việt nam chính phủ hoa kỳ điều tra về vấn đề chống bán phá giá và chống trợ cấp giá đối với loại pin mặt trời đến từ việt nam bộ thương mại hoa kỳ đã chính thức khởi xướng điều tra về việc chống bán phá giá và chống trợ cấp giá đối với loại pin năng lượng mặt trời nhập cảng từ các quốc gia như là malaysia cambodia thái lan và việt nam nhật báo kinh tế sài gòn ở trong nước loan tin nêu rõ các sản phẩm bị điều tra là pin năng lượng mặt trời. Trong đó, biên đội chống bán phá giá bị cáo buộc với hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam là 271.28%. Cơ quan phòng vệ thương mại của Việt Nam xác nhận, nguyên đơn khởi kiện là Liên minh Ủy ban Thương mại sản xuất pin năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ và doanh nghiệp xuất cảng bị cáo buộc bán phá giá và được trợ cấp bởi nguyên đơn cáo buộc khoảng 50 doanh nghiệp xuất cảng của Việt Nam bán phá giá và được trợ cấp. Cũng theo cơ quan phòng vệ thương mại thì biên độ chống bán phá giá bị cáo buộc đối với các loại hàng hóa xuất cảng từ Việt Nam là mức cao nhất trong 4 quốc gia bị cáo buộc, bao gồm Cambodia, Malaysia, Thái Lan. Riêng chính phủ Hoa Kỳ vẫn coi Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế phi thị trường, cho nên Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ sử dụng các giá trị thay thế của quốc gia thứ ba để tính toán biên độ phá giá cho Việt Nam. Trong vụ này, nguyên đơn đề nghị quốc gia thay thế đó là Indonesia. Bộ Công an Việt Nam công bố áp quản lý nhà sư và tiền cúng dường. Cùng ngày với việc bắt ép nhà sư Thích Minh Tuệ phải tự nguyện dừng đi khất thực, Bộ Công an Việt Nam công bố áp để quản lý tăng ni Phật tử và nguồn tiền cúng dường của báo tánh. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 3 tháng 6, ứng dụng VN Phật tử đã có sẵn để tải về trên cả hai kho ứng dụng Android và iOS bản tin dẫn lời ông vũ văn tấn phó cục trưởng cơ quan cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an ứng dụng nêu trên là để quản lý tăng ni trong giáo hội phật giáo cộng sản việt nam quản lý hồ sơ thụ giới hồ sơ thuyên chuyển giữa các chùa hồ sơ xuất gia đáng lưu ý ứng dụng có cả phần cúng dường trực tuyến cho các chùa tại việt nam nhằm tạo điều kiện cho phật tử có thể thực hiện cúng dường trực tuyến tại bất kỳ chùa nào trên toàn quốc tuy nhiên không rõ vì sao sau khi đăng tải bản tin báo tuổi trẻ đã xóa chi tiết này với việc áp đặt các nhà sư và Phật tử cài ứng dụng VN Phật tử, dường như Bộ Công an muốn chính thức quản lý nguồn tiền cúng dường và tiền công đức được cho là doanh thu màu mỡ của các chùa, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Hành động này được đưa ra sau gần một năm Bộ Tài chính Việt Nam bêu tên các chùa không báo cáo thu chi tiền công đức. Một YouTuber tại Việt Nam liên quan tới nhà sư Minh Tuệ bị phạt một YouTuber chuyên đưa tin cập nhật về đoàn khất thực của sư Thích Minh Tuệ vừa bị chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc xử phạt với cáo buộc là đưa tin và hình ảnh câu view, câu like sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương gây hoang mang trong người dân. Giới truyền thông của chính phủ Việt Nam cho hay, Chủ nhân của trang mạng YouTube mang tên 15 Giây Bình Dương, có tên là Nguyễn Văn Tý, vào ngày 3 tháng 6 đã có buổi làm việc với thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với phòng An ninh mạng Internet. Bên cạnh đó là phòng chống tội phạm công nghệ cao về những đoạn video được đăng tải trong các ngày 2 và 3 tháng 6 vừa qua nói về đoàn khất thực của nhà sư Thích Minh Tuệ đang nổi tiếng ở Việt Nam vì ngài đi bộ khắp Việt Nam thực hành khổ hạnh theo lời Phật dạy. Theo tin được giới truyền thông chính phủ Việt Nam đăng tải thì các đoạn video được cộng đồng mạng internet với 68.000 người theo dõi này đã bị cho là sai sự thật, bao gồm Huế bị vỡ trận. Anh công an nói thẳng điều này khi thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua. Rồi những đoạn video có tựa đề là lực lượng công an khủng khiếp ngăn chặn tất cả các phương tiện khi thầy Thích Minh Tuệ đi qua. Những video này bị chính quyền địa phương xác định là giật gân và câu view. Chính quyền của thành phố Huế đã yêu cầu chủ trang mạng này phải gỡ bỏ các đoạn video ra khỏi trang YouTube và các trang mạng xã hội khác. Chủ YouTuber Nguyễn Văn Tý đã viết bản tường trình xin cam đoan từ nay về sau không tái diễn việc làm tương tự, đồng thời chịu mọi hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật và theo giới truyền thông của nhà nước. Nhà sư Thích Minh Tuệ vào ngày 2 và 3 tháng 6 đã đi bộ ngang qua tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với đoàn gồm nhiều nhà sư khác muốn đi theo học thực hành lời Phật dạy. Và đoàn đã đi qua các tỉnh thành của Việt Nam, luôn gặp tình trạng nhiều người đi theo, trong số này có cả các YouTuber. Những hình ảnh và video được đăng tải trên các trang mạng xã hội cũng như báo chí trong nước cho thấy các địa phương phải huy động công an để duy trì an ninh trật tự trên đường và hiện nay nhà sư thích minh tuệ đã ẩn tu không còn thấy ông đi trên đường phố Việt Nam tính xây dựng các trung tâm văn hóa ở nước ngoài bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam hôm 3 tháng 6 đề xuất xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam tại một số quốc gia trọng điểm, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc để quảng bá văn hóa ra nước ngoài. Dự án là một phần trong chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035 có mức vốn đầu tư hơn 122 tỷ đồng đề xuất được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng đưa ra khi báo cáo trước quốc hội về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa các trung tâm văn hóa việt nam dự kiến sẽ được xây dựng tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài như mỹ nga trung quốc Nam Hàn, Nhật Bản, Campuchia. Việc chính phủ đề xuất xin ý kiến quốc hội về dự án xây dựng các trung tâm văn hóa là do nội dung này nằm ngoài phạm vi quy định của luật đầu tư công của Việt Nam. Phía chính phủ cũng đưa ra đề xuất thực hiện chương trình trong 11 năm, chia thành 3 giai đoạn. Ủy ban văn hóa, giáo dục cho đây là đề nghị hợp lý, giúp cho các cơ quan có thời gian để chuẩn bị thực hiện chương trình.